Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên nên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bên em ship code toàn quốc nhé, từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua giúp cho em đủ 200.000 thôi. 200.000 thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là to cả. Các bác cứ mua đủ 200 là cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá, xi đánh giày. Mã này thì trước Tết thì em cũng có đặt hàng nhưng mà hàng nó không về kịp trước Tết. Thì đây giờ hàng về để phục vụ các bác. Đây, nó sẽ có màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, về nhà thì các bác bóc ra như này cho em này. Sau đó thì mình lấy cái phần bông này ra. Đây, các bác lấy cái phần bông này ra này. Đấy, lấy cái phần bông này ra. Lấy phần bông này ra và các bác quệt vào. Sau đó thì mình đánh vào cái phần giày dép của mình thôi. Đấy, mình đánh vào cái phần giày dép của mình. Thì con này nó là vừa tạo độ bóng này, độ bóng, độ mịn và giúp cho cái giày của các bác nó da nó mịn và nó mềm nhá, da mịn mềm. Đó. Thì giá thì và rất là thơm luôn nhá. Cái này mùi của nó cũng rất là thơm. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là xi ở bên dưới và cái chổi bông ở bên trên. Thì các bác cứ thế là mình đánh thôi. Rất là tiện. Có màu đen và màu nâu nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày này thôi. Lên cho em là xi đánh giày. Giá sẽ là 30k cho một hộp mà xi đánh giày như này nhá. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 này. Đấy. Thì con này chất liệu của nó bên dưới là bằng bên dưới của nó là bằng cao su non này, bên trên thì bằng nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Đấy, lên cho em là thảm 46 nhá. Con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một chiếc như này. 45.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46, giá sẽ là 45k. Đó. 45k cho một chiếc thảm 46 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Dung tích của nó thì nó sẽ là dung tích là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Hàng về tùy theo lô. Đấy, có lô thì 1 lít, có lô thì 1 lít 2. Tùy theo lô nó về nhá. Lô này thì nó sẽ là 1 lít 3 này. Đấy, có lô thì 1 lít 2, có lô thì 1 lít 2. Còn lô lít 3 nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là cái nắp một cái hệ thống ống mút này. Ống mút này thì nó sẽ là dòng ống mút tự động rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác đút cái này vào cho em. Đây, đút vào đây. Đó. Và các bác cho cái đầu mềm này xuống dưới nhá. Cho cái đầu mềm này xuống dưới. Đây, đầu mềm xuống dưới này. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại cho em. Xoáy nắp lại, ấn nó xuống xoáy nắp lại. Đấy, và khi các bác chỉ cần mở ra như này thôi thì cái nắp nó sẽ đẩy lên nhá. Mở ra nắp đẩy lên này. Đấy, các bác ấn thì nắp lại vào, mở ra nắp đẩy lên. Thì rất là tiện để các bác có thể dùng mình uống nước này. Đấy, xài qua sách rất là đẹp luôn. Và giá thì một con bình voi hàng của Nhật cao cấp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 120.000 cho một cái bình voi như này thôi nhá. Đúng giá đấy. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó, bình voi. Giá chỉ có 120 cành thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Dùng 160.000, xin lỗi các bác nhá. Đấy, 160.000. Đấy, em nhớ nhầm giá mà nhá. Đấy, xin lỗi các bác. Sao cái bình voi này 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một cái bình voi như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 đến 1 lít 3. Đấy, kích thước của nó đây. Con này thì giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 160k các bác nhá. Xin lỗi các bác nhầm giá 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu bắt đầu sang mùa hè rồi. Miền Bắc thì chuẩn bị, miền Nam thì các bác đã bắt đầu nóng rồi. Và các bác phải dùng cái đá này rất là nhiều. Thì đây nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức. Nó sẽ là một cái viên đá khô như này. Về nhà các bác bỏ vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh này. Trong ngăn đông của tủ lạnh, ngăn đá đấy. Sau đó thì các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt. Và các bác uống nước lạnh. Muốn uống nước lạnh thì các bác chỉ cần là bỏ cái viên này vào viên vào bia, vào nước ngọt cho em. Đấy, hoặc vào rượu. Vừa là không mất hương vị, vừa tạo độ lạnh, độ mát rất là tốt luôn. Và cái giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 nhá. Đấy, 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu này, bao gồm cho các bác là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đấy, đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp. Đấy, 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này các bác này. Đấy. 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Đấy, thì các bác bị Long Ben lắc Hắc Lào nấm ngứa vẩy nến các thứ là bôi khỏi hết cho em nhá. Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30k cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Tiếp theo thì
Nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Longines nhá, Longines. Đó, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu là mặt đen và một mẫu là mặt trắng như này. Đấy, đồng hồ Longines, mẫu mặt đen, mẫu mặt trắng như này. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một cái mẫu đồng hồ Longines như này. Đấy. Hàng cực kỳ là ngon luôn, đồng hồ Longines của Nhật nhá. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines. Đó, con này thì sẽ là 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đó, 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đồng hồ Rolex này. Đấy, đồng hồ Rolex, con này thì nó sẽ là Rolex màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 tròn nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 giá sẽ bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đồng hồ Rolex này có lịch báo đàng hoàng các bác nhá, có lịch báo đàng hoàng như này. Một con đồng hồ Rolex như này giá của nó sẽ là 300.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả, một hộp này của nó 10 chiếc, giá thì sẽ là 70.000. 70.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Cái này bao nhiêu nhỉ? Xiên hoa quả này 50.000 các bác nhá. Đấy, trước em bán là 70.000. Lô này về giá cực tốt cho các bác luôn, hàng dày dẫn chắc chắn. Đẹp, hàng của thương hiệu Winling của Đức Hay Người này. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc như này. Các bác dùng để xiên hoa quả này rồi đồ ăn, thức uống đều ok hết nhá. Đấy, các loại đồ ăn hoa quả hoặc là các bác ăn trong bữa ăn mà có cái gì cần xiên thì các bác sử dụng cái này cho em. Nó rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức Hay Người đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện. Giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác được tặng kèm tới 4 đầu bàn chải. 4 đầu bàn chải, một thân máy này. Một thân máy, 4 đầu bàn chải cho các bác luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng, và kèm một cái cáp sạc. Đấy, kèm một cái cáp sạc luôn đây. Đấy, con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, giữ lì cho em. Giữ lì cho em nhá. Nếu mà con nào mà các bác bật không lên thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin thì các bác sạc ở đít này. Đó. Đấy, để lâu nó hết pin. Đấy, được rồi. Đấy, các bác này. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. 32.000 lần trên một phút. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Và nó có các cái chế độ là làm sạch, làm trắng rồi vệ sinh nếu vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác này. Đấy, có 5 chế độ như này. Các bác sẽ có cho các em là 4 cái đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải nguyên niêm phong như này. 4 đầu bàn chải như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tính ra là cũng chỉ bằng các bác đi mua 4 cái bàn chải 15.000 một chiếc thôi, 60.000. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái chốt cổng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá, chốt cổng tự động. Đây nó sẽ là một cái chốt như này, nó rất là tiện này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho cửa vào là nó sẽ sập vào thôi. Đấy, còn khi mà tháo ra thì các bác nâng cái này lên là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái chốt cổng tự động như này các bác nhá. Giá chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động, giá sẽ là 40.000. Đó. Chốt cổng này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đây em sẽ có video. Các bạn này. Các bác chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Các bạn sập phát nó vào luôn, nó rất là tiện nhá. Đó. Các bạn có thể cái thì một khóa phía dưới đó. Các bạn cần tìm một hàng thì. Đây là cái khóa cổng tự động nha các bác. Con này rất là dễ dặn và cứng cáp, giá chỉ hơn 50.000 thôi. Các bạn gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đóng lại thì nó sẽ tự động chốt. Rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra các bạn có thể cái thì một khóa phía dưới đó. Các bạn cần tìm một hàng thì. Đấy. Con này thì trước em đang bán là 40.000, đợt này hàng nó đồ sắt nó lên một chút thì con này các bác lên cho em là chốt cổng nhá, giá sẽ là 45.000. Đó, chốt cổng giá sẽ là 45.000 cho cái chốt cổng này. Đó, 45.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chốt cửa này, chốt cửa thì sẽ là 40.000. Cái này thì các bác có thể nó nhỏ hơn thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo hoặc là các cái cánh tủ, cánh chiếc. Đấy, nó nhỏ gọn đây. Thì nó sẽ nhỏ gọn này, cái này các bác lắp vít vào đây cho em này. Đấy. Khi mình mở ra thì kéo cái này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy. Đây nó sẽ có cái lò xo, các bác kéo này nó sẽ đẩy ra. Đấy, kéo này nó đẩy ra này. Đấy, kéo này mạnh cho em, kéo mạnh cho em là nó sẽ đẩy ra. Còn khi các bác sập thì nó sẽ có quán tính là nó sẽ tự sập vào thôi.
Đó, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhé, 40k. Lên cho em đó là chốt cửa tủ. Đấy, chốt cửa tủ giá sẽ là 40k. Đấy, còn con kia là chốt cổng thôi. Cái này các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá. Đấy. Chốt cửa tủ này, giá sẽ là 40k. Đó. 40k thì cái chốt cửa tủ như này. Đây em cũng có video luôn. Đây các bác này. Đang tiện lợi dễ. Đấy, các bác thấy không? Đây, chỉ mình chỉ đẩy này là nó sập vào thôi. Rất là tiện. Đấy. Rất tiện luôn các bạn. Đó, tiện lắm. Sập này là nó vào, còn khi đẩy ra thì các bác chỉ cần là hất là nó ra thôi. Và con này các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Đó. Rất là tiện nha. Chốt khóa cửa tủ hòm tự, động đa năng tiện lợi dễ, dáng lắp đặt, được tin dùng. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày đây. Giấy lau giày con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác chuyên dùng để mình lau giày, lau dép rồi nói chung là có thể là vệ sinh bàn ghế cũng đều ok hết, tại vì nó có cho các bác cái xà bông tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Ngoài lau giày, lau dép thì các bác có thể lau tủ, lau bàn, lau ghế đều ok hết, nhưng mà con này chuyên dùng để lau giày, giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch như này nhá. Đấy. Đây ví dụ như là cái dép của em đây. Đấy, nó đang ố vàng như này. Em lau là nó sẽ cải thiện cái độ sạch của nó lên tới 90% luôn các bác này. Đấy, đây. Em sẽ lau cho các bác xem. Đấy, bỏ em cái khăn này gần như. Đấy, đây nhá, nó đang ố vàng này, em đánh một lúc này. Đấy, các bác có thể là nếu mình có thời gian thì mình cứ đánh này, sau đó thì để nó ngấm vào. Ngấm vào cho nó tẩy sạch đi, sau đó thì các bác lau đi cho em. Đấy, còn đây là em đánh trực tiếp xem, em lau luôn cho các bác xem. Cái độ sạch của nó cũng phải lên tới 90% luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có cái xà bông như này. Cái này là thực tế luôn chứ không phải là hoa mỹ gì cả nhá. Đây, để em lau đi các bác này. Đấy, lau đi. Đấy các bác thấy không? Đó, đây, nó sáng bóng này luôn này, gần như mới luôn nhá, gần như mới luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000. 20.000 cho một bịch như này thôi. Lên xem đó là giấy lau giày nhá, giá sẽ là 20k cho một bịch như này. 20.000 cho bịch giấy lau giày như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đũa vàng, đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 10 đô. Đấy. Hàng đũa mạ vàng của Hàn Quốc cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Một vỉ 10 đô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 thôi. Giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa bao gồm 10 đô như này, 35k. Đầu mạ vàng cực đẹp luôn. Hàng thì hàng của Hàn Quốc, rất đẹp, rất mê ly cho các bác nhá. Về nhà các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích rồi. Hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc yên tâm sử dụng đây. Korea các bác này, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Korea này. Các bác lên xem là đũa mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 50.000 nhá. Đợt này về tri ân cho các bác đầu năm giá tốt luôn, 35k. Đó, đũa mạ vàng Hàn Quốc rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là cái kìa. Này đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ vào ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng áp cóc, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con áp cóc như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là áp sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là áp cóc 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cóc 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cóc 30A nhá. Cóc 30A này. Cóc 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cóc 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con áp đại 40A đây. Đấy. Con áp đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con áp cóc, một con áp đại 40A như này. Đấy, áp đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là áp đại này. Đó. Áp đại 40A.
H40A, giá sẽ là 180k nhé. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Át đảo chiều, con này thì nó sẽ là dòng át đảo chiều và 63A nhé. Đấy, 63A đảo chiều, giá sẽ là 110.000 nhé. 110.000 trong con át đảo chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là át đảo chiều, 110.000 trong con át đảo chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Còn lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây. Các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa anh cái giảm yêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi lại sáng bóng đẹp luôn. Đó này, các bác tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây. Đấy, các bác đầu tiên các bác bật lên cho em này. Đấy, và mình chỉnh lên một chút này, sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Đấy, đều nhau tam táp luôn, đều nhau tam táp luôn. Đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này, 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này, con này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái ô như này. Nếu các bác mua bình thường một cái ô như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi, 160 nghìn để mua được bốn cái ô inox đẹp như này. Đó, mỗi cái ô này của nó thì sẽ là 0,5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhé, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm, cho gạo vào nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm, thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhé. Đấy, thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110-220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259-130-220. Đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k. 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái ô inox đấy, nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái ô inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cái lên cho em, đèn rất sáng luôn.
Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3 5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá, và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn, có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn, có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này, đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3 5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn, cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100. 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100 nghìn cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm, có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ cho anh cái đôi pin đĩa đây để anh chạy thử nè. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu. Nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay các bác này. Đấy. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy. Đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng. Và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên cho em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn thôi nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác, cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa di năng luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm. Còn con này thì dài khoảng 30 cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng quen thuộc của bên em. Đấy, một số mã hàng mới nữa, hàng hè. Đó thì em lên video chi tiết gửi tới các bác. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái
khay đá các bác nhé. Quay lên cho em là khay đá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng khay siêu tiện ích và thông minh luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái khay như này, có nắp đậy này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Các bác cho nước vào, mình đậy nắp lại, mình để vào tủ, và các bác có thể để chồng các khay lên nhau được, để chồng các khay lên nhau. Đấy, và khi lấy đá thì nó rất là dễ lấy các bác. Các bác không cần phải bẻ khay, các bác chỉ cần ấn như này thôi, đẩy như này là cái đít này nó sẽ đẩy lên này. Đấy, đít này sẽ đẩy lên và cái nó sẽ viên đá nó sẽ tự bật lên, thì nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 15k trong một cái khay đá này thôi. Đấy, các bác lên cho em đó là khay đá nhá. Đấy, khay đá giá sẽ là 15.000. Lên mã giúp cho em đó là khay đá này. Khay đá. Khay đá giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn vừa là đèn ngủ vừa là có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy. Rất đơn giản, nó là dòng cảm biến nhá. Ban ngày thì nó không lên đâu. Ban đêm thì đèn nó mới lên thôi. Đó. Ban ngày thì nó sẽ không lên và ban đêm thì nó sẽ lên các bác. Đấy, nó sẽ lên như này. Đấy, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Dòng cảm biến. Thì con này rất là tiện, các bác chuyên dùng làm đèn ngủ đuổi muỗi cho em, rất là an toàn luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 45k trong con đèn ngủ như này, vừa chức năng đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ này, đó. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k một chiếc. 45k một chiếc, đó. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bóng 3W nhá. Bóng 3W giá thì chỉ có 10.000 trong quả bóng 3W này thôi. 10k một quả nhá. Đấy, độ sáng của nó là rất là vừa phải, thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị gọi là tốn điện. Đấy, và nó cũng rất là sáng luôn. Thì cái này các bác có thể để trong phòng ngủ này, rồi các cái không gian ví dụ như là cổng này, sân vườn này. Đấy, để mình sử dụng khi mà mình cần phải ánh sáng liên tục nhá, ánh sáng liên tục và không cần quá sáng để tránh cái việc là tốn điện. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Đấy, 10k trên một quả nhá. Công suất của nó sẽ là 3W này. Đấy, 3W. Qua lên cho em là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là 10k. Đó. 10k trong quả bóng đèn 3W như này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 10.000 trong quả bóng đèn 3W này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm đuổi muỗi nhá. Đấy. Cái này nó sẽ là một cái dòng sáp thơm, và con này thì nó có chức năng là vừa là sáp, vừa là hương thơm, vừa là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, sáp thơm diệt muỗi. Đấy, thì con này nó rất là tiện, về nhà các bác bóc cái này ra cho em và xoáy cái nắp này lại là mình sử dụng thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật đấy các bạn này. Đấy, xuất cho thị trường Nhật đây, Japan này các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất ở Thái Lan. Đây, tem phụ nó viết đàng hoàng nhá. Sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, giá thì sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy. Qua lên cho em là sáp thơm diệt muỗi. Sáp thơm diệt muỗi, giá của nó sẽ là 65k nhé. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm này. Đó. Lên cho em là sáp thơm. Sáp thơm diệt muỗi này. Diệt muỗi, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp như này. Đấy, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi này nhá. Đấy, mùi hoa của nó là hoa oải hương, rất là thơm luôn. Hương thơm tự nhiên dễ chịu, bà mẹ trẻ em đều dùng nó hết này. Đây, baby này. Đấy, để trong phòng ngủ trẻ em ok, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu ớt này các bạn này. Đó, toàn cầu luôn. Và giá thì đây có chức năng diệt muỗi này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A. Đấy, đây. Hàng thì của thương hiệu Takasio này. Takasio Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì dung tích pin của nó sẽ là 20.000mAh nhé. Đây. 3,7V này. 20.000mAh này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cổng sạc như này.
Đấy, và có kèm cho các bác một cái cáp sạc vào, hoặc các bác có thể cắm trực tiếp chân USB này cũng được. Đó thì tùy theo. Đấy, và các bác chỉ cần là cắm phát này là có pin luôn này. Đấy thì các bác có thể dùng ở trên đấy, đang sạc vào đó các bác này. Các bác có thể dùng ở trên ô tô này, hoặc là mình để trên xe này, hoặc mà mang đi học đi làm này. Đấy, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Và trên đầu này thì nó sẽ có cho các bác một cái đèn pin luôn. Con này thì các bác không cần phải mang dây dợ đi lằng ngoằng, tại vì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bác chỉ cần cắm vào cho em xong thôi. Cắm trực tiếp vào cái ba mẫu điện thoại này, Samsung, IC, iPhone đều ok hết nhá. Có báo pin và có cả đèn pin luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái đèn pin như này các bác này. Đấy, các bác nhấn nút này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn pin rất là sáng luôn, có cả hai đèn luôn. Đấy, có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá sẽ là 200 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Đấy, sạc dự phòng này, dự phòng A. Giá sẽ là 240k cho một em như này, và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 240k nhé, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm đỏ nhé. Các bác lên cho em là kìm đỏ. Đấy, nó về thì nó sẽ có 3 màu là màu đỏ, màu xám và màu xanh như này. Nhưng bên em lên thì em lên tên nó là kìm đỏ. Đây nó sẽ là một cái mẫu kìm đa năng. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây các bác này. Đấy, cắt bấm tuốt, nói chung là đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái kìm đỏ đa năng như này, giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, chức năng của nó thì thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, rồi cắt dây này, xoắn ốc này, rồi vặn dây vặn giếc đều ok hết nhá. Hàng đa di năng cho các bác luôn, giá thì chỉ có 100k thôi, 100k. Đấy, giá sẽ là 100k cho một con kìm đa di năng như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Một quận này của nó thì nó sẽ là bản là 10 phân, thì các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy, keo 10 lên mã giúp cho em đó là keo 10 này, keo 10 bản của nó sẽ là 10 cm, thì chiều dài của nó vào khoảng là 5 m, dài khoảng 5 m và bản 10 cm. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá, 40k cho một quận keo dán tôn như này. Thì con này nó sẽ chịu được nhiệt độ rất là cao luôn. Đây, từ 110 độ C đến âm 40 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là cao. Và về nhà các bác bóc ra, các bác dán vào mái tôn này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Các bác có thể dán trực tiếp lên nước cũng được luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác dán lên mái tôn mới riếc nhá, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì các bác càng để thì mưa nắng nó càng cái tôn nó càng cái cao su non này nó càng thẩm thấu ra, thì nó càng mít vào các cái bề mặt luôn. Đó, nước đang chảy vẫn dán bình thường. Đấy, các cái khu vực mái tôn này, tường bị thấm dột này, nền nhà, rồi mái bằng cái thứ đấy là các bác dán vào cho em. Mái tôn, mái bờ rô, rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Đấy, máy đo huyết áp này. Đấy, cái con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được luôn. Đây, đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết. Con này nếu như các bác ra hiệu thuốc mà mua nhá, họ sẽ bán cho các bác khoảng 400-500.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, và đây thì về nhà các bác đo đạc thì các bác chỉ cần là xỏ tay vào đây mình đo thôi. Đấu dây vào cho em, cắm dây vào đây. Đấy, và đây là thân máy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lắp pin nhá. Các bác lắp cho em là 4 quả pin tiểu nhỏ vào đây, sau đó các bác sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp này. Mình cầm cho anh cái quả pin bé đây nào. Bóc này ra cho em này. Đấy, sau đó thì các bác lắp pin vào này. Lắp pin vào. Đấy, lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Các bác lắp pin vào cho em, lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, 4 quả. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, đây các bác xỏ tay vào đây này. Đấy, xỏ tay vào đây cho em. Đây, xỏ tay vào đây nhá. Đó, xỏ tay vào đây, sau đó thì các bác đây, các bác xỏ tay vào này, các bác dán vào cho em. Đó, dán vào nhá. Đây, dán vào này, sau đó thì các bác lắp sẵn pin vào nhá. Lắp sẵn pin vào. Con này thì nó sẽ có cả đo huyết áp, đo nhịp tim cho các bác luôn. Đấy, con này thì nói chung là bác nào mà có tí bệnh nền là các bác sử dụng cái này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì nói chung là em cũng giới thiệu qua thôi. Còn tại vì là đa số những người mua cái này là đều có bệnh nền hết. Đấy, đều có bệnh thì mới phải mua con này. Hoặc nếu mà các bác không thì các bác mua về mình
sử dụng cũng được. Đấy, đây các bác này, bật nguồn lên này. Đấy. Máy bắt đầu chạy là nó bắt đầu đo cho các bác là đây, hơi nó lên các bác này, hơi nó lên. Đấy. Nó sẽ bơm hơi ở đây này, nó sẽ lên này, nó sẽ đẩy lên này. Đấy. Và thông số nó nhảy này. Đấy. Đây, các bác này. Đó. Của em đang là 153. Đấy. 153 trên bao nhiêu đấy, nói chung là bác nào có kiến thức về đọc cái này thì các bác bình luận cho em nhé. Đấy. Rất là tiện thôi. Và nút nguồn ở đây, các bác chỉ cần tắt nguồn đi là xong. Đấy. Thì con này bên em bán là 260.000 nhá, và không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Đấy. Tự mua pin các bác lắp vào cho em. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp 260k một con. Đấy. Về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bên em bao ship rồi, không có pin nhá. Không pin. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng của các công ty ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60 g, một típ này là 60 g nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này, keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhá. Đấy. Và 3 típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Anh đã có keo siêu dính nomo nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh thép nữa, vì đã có keo siêu dính nomo nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nha, giá thì chỉ có 20.000 típ này thôi, và mua 3 típ thì sẽ là 50.000. Lên cho em là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Đấy, thuốc trị long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào này, đấy, long ben hắc lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái này cho em từ 1 đến 2 típ là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị long ben, hắc lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân, kẽ tay các bác bôi cái này cho em, khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một típ này thôi. Lên cho em là long ben hắc lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa xi năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt. Tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn, có khách khứa vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dặn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác
chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo ba lưỡi như này, ba lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm thì em, đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xẹt xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhé, đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này, có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá thì chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác. Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn, mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây, có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng thì mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa di năng hoặc là bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc. Giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được, chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha. Và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào này là xong. Sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường đem ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc được liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Bấm nó phát là xong. Áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cối được. Bấm là xong luôn, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô các bác nhá. Đấy. Táo khô các bác này. Đây, đấy, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó. Hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá. Mã tem, mã vạch, mã code Hàn Quốc đàng hoàng. Anh mình hộp của nó chất lượng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là con này thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thị phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này. Korea các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy xoong nồi này. Xoong nồi vành bánh xe. Đấy, xoong nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây. Đấy bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào. Sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k trong hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000. Đây em có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên, đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó.
ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên, nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bạn. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá nó không lên được đấy các bạn này. Đây, em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy bác thấy không? Đó. Thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào mà các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá, đèn nấm giá sẽ là 25k. Đó. Đèn nấm này, đấy, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá, dép đi trong nhà. Thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng nỉ này, đây là bằng nhung này, đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá, 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây, hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bạn. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc. Giá sẽ là 35k. À 130.000. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k là con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây. Các bác đùn để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đun thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 32cm và một chiều là chiều dài là 84cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái sen như này và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên cho em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này. Sen cao su giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó, thì nó đây sen tắm như này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đấy, rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi. Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Vâng, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Đấy, nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao
dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao, các bác lên cho em đó là cái, các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80k cho một chiếc dao gọt 2 như này. Chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bác. Đấy, 120k. Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em. Và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây. Đấy, các bác bật lên cho em. Máy chạy này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì nó chạy được cả trên thảm cả dưới đất nhá. Đấy. Cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây. Rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây. Đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá. Còn chạy dưới đất thì các bác này. Đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn. Nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có 120k thôi. Đấy đây. Bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác, em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy. Nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi, nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này. Đặc biệt là các cái phần bụi lông, bụi mịn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi. Những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được, và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây. Hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây các bác này, đây. Cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm này. Đây. Đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này. Thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó, bám cây bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa răm. Lên cho em là, các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó, lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy, giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ theo combo. Đấy, bán theo combo thôi nhá. Đây, đấy, đây con này rất là ngon lành luôn, có cái cao su chống dính rất là tốt nhá. Hàng bằng vải mịn nhá. Nó sẽ là bằng vải này. Đấy, hàng bằng vải dệt 5D. Đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn. Em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Đấy, găng tay lao động này. Đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k. Đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên.
5 đôi sẽ là 40.000, 40.000 cho 5 đôi. Đó. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Đây. Đây nó sẽ là một cái nắp cống như này. Đấy. Nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn. Đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây. Nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Bằng đồng nguyên chất này. Khi các bác cho nước vào thì nước xả nước thì nó mới mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn. Nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k. Đấy, lên xem là nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cái nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nha các bác nhé. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nha các bác nhé. Có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nha các bác nhé. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhật tự động nhá, ô dù nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi, nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì chỉ bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho một con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được. Nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy, hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1.000m này, 600-1.000m có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn đấy các bác này. Đấy các bác trông chưa? Ban ngày em rọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật. Giá sẽ là 100 Mỹ. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin này. Đấy, cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi. Dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá. Bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga. Đó, 25k một chiếc.
25k, lên cho em là chắn bếp ga nhé, chắn bếp ga đấy, chắn bếp ga giá sẽ là 25k, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này đó. Tiếp nhau thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhé. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành, dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi, bên shop em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, kéo cành hộp đỏ này. Đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này. Hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa cành, cắt cành răm, cành giếc đều ok hết nhá. Hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3 đến 500 nghìn, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150 nghìn thôi. Lên theo là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ này, kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhá, 150 nghìn cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear, hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này. Đó, Bangkok Thái Lan này. Giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này. Có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này. Đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá. Đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái. Thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó, để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này. Đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này. Đệm lót mông silicon chống êm mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các mắt tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống êm mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hút thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh. Chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng mới thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cứ ạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hút thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm rất là ok nha. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy, đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này, dùng thẳng cũng được, mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này, đảo đi như này cho em. Đó, đây, rất tiện nhá, và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này,
Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó. Lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá. Khoan mini này. Khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này, và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhá. Đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy. Giá thì cực kỳ mềm mại rồi. Chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Ở đèn này trong đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé, nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn. À, khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi. Một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm, 20-22 cm. Và đây. To nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm, thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này, và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn này các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá, chứ không các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được, mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào xe, nó rất là tiện luôn. Lên xem là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng nhá. Bên em gọi nó là vòi tưới cây bằng đồng. Đấy, tại vì là cái đầu ra nước của nó là bằng đồng. Đấy. Cái đầu vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Các bác có thể điều chỉnh tia nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước to nhỏ ở đây. Đó, và các cái đầu để các bác kết nối với các loại dây. Đấy, các loại dây, các loại vòi đều kết nối được hết nhá. Đấy. Các bác cứ kết nối vào đây chị ạ, rất chắc chắn luôn. Để các bác dùng để mình xịt rửa xe này, tưới cây này. Đấy. Con này thì vừa là kết nối nhanh này, tiện dụng này, và giúp cho các bác dùng thì khi dùng thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Có 4 cái cốt, 3 cái cốt nối như này. Đó, 3 cốt nối như này. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng này tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k một chiếc đây.
các cái đầu cút nối thì về nhà các bác nối như này cho em này đấy, các cái đầu vòi nối nó đều nối được vừa hết nhá, đều nối được hết đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đó, rất đơn giản. Đây em sẽ có video cho bác xem. Vòi tăng đây, áp các bác lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm. Cái này vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm van xiết. Lực nước được tăng gấp 300 lần so với thông thường. Anh chị có thể rửa sân, rửa xe máy, tưới rau, rửa xe ô tô. Bên em đang siêu 40% nhanh tay đặt anh chị nhé. Đấy, con này của họ bán thì nó chỉ có cho các bác là một cái đầu xiết thôi, nhưng bên em có cả đầu nối luôn. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng phao nước như này. Thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước này cho em. Còn cái này là đầu xả ra. Đấy, kết nối vào đây. Và khi nước nó nâng lên là nước ngập 1cm là đầu vòi nước sẽ tự ngắt, rất là tiện. Thì các bác có thể lắp vào các cái vị trí như là ví dụ như là van xả này, xả ra xô để các bác rửa này, test nước này hoặc đa di năng luôn. Tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là phao nước nhá. Đấy, lên cho em là phao nước. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k cho một cái phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Thử thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là bút nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì về cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi mọi người nhìn ra thì hiện tại là nước đang dâng lên nha. Và chạm vào van thao cơ 1cm nữa thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là bút nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thao cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì về cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thước laser các bác nhá. Đấy, thước laser. Con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và con này cũng siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thước như này. Đấy. Một cái thước như này các bác này. Đấy, một cái thước như này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Con này là nó dòng đa di năng luôn. Đây là cái phần cản pin các bác. Giật cái cản pin này ra xem, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên thì cái phần laser nó sẽ hoạt động nhá. Đấy, đây. Đây, laser này các bác. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tia nhá. Tia đứng, tia nằm và tia dấu cộng nhá. Dấu cộng là tia lấy góc vuông đấy. Đấy thì các bác gạt ở đây cho em để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 90.000 cho một con thước laser như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài tia laser đây, đấy, tia laser này các bác này, rất là rõ luôn nhá, rất rõ luôn. Đó. Thì sẽ còn có cho các bác là đây. Đây tia này là tia này là tia nằm này, đấy. Tia này là tia đứng này. Và giữa này thì sẽ là hai tia này. Đấy, các bác thấy không? Đây rất rõ luôn nhá, rất rõ luôn, các bác thấy không? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái mực nước nữa này. Đứng, nằm và nghiêng. Đấy, một cái thước đo 15 cm và một cái thước rút 2m. 2m, 2m rưỡi gì đấy. Đây. Đấy, một thước rút 2m, 2m rưỡi nữa. Bóp nó sẽ vào. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì một cái con thước laser như này bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Giá rất yêu thương cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90k. Lên mã giúp cho em đó là thước laser. Thước laser nhá. Thước laser 90k một em. 90.000 cho một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh. Giá thì chỉ có 40 cành một chiếc này thôi. 40k cho một em như này. Chuyên dùng để chống giật bình nóng lạnh cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái dây dẫn nước bình nóng lạnh cho em là xong. Chống giật bình nóng lạnh 40k một chiếc, các bác mua thì phải mua cả đôi nhá. Đấy, dùng cho em cả dây nóng cả dây lạnh luôn. 40.000 một chiếc. Đây em sẽ có cái video luôn. Lắp đặt ở đầu ra nước. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện,
đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Đấy, rất ngon, mà giá chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi nước rất là tiện ích các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu vòi nước siêu tiện ích luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Qua theo, đây nha. Đó. Chia ra cho các bác hai đường nước luôn. Hai đường nước vào đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu gen xoáy như này. Đầu gen xoáy này để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn nước khác cũng ok. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Lên cho em là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân. Đây nó sẽ là một cái máy như này. Đấy, có kèm cho các bác là một dây cáp sạc và thêm cho các bác một viên đá nữa. Đây. Các cái phần chân tay các bác dùng mà nó lâu ngày nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy. Thì các bác dùng cái máy này các bác mài đi chứ. Đấy. Đây, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó. Con này nó yếu pin rồi, về nhà các bác sạc pin một chứ. Đấy. Bên shop đang gửi tới các bác một cái máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái máy mài gót chân như này. Lên cho em là máy mài gót chân. Mài gót chân này. Máy mài này. Máy mài gót chân nhá. Gót chân giá sẽ là 100k. Bên shop có bán cả cao ngựa luôn. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ. Cầm anh lọ cao ngựa đây nào. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái típ cao ngựa. Đây. Đây. Đấy, cao ngựa đây các bạn này. Đấy, đây cao ngựa đây. Sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, về nhà các bác bôi vào cho em thì nó giúp cho các bác là vừa là làm mềm. Đấy, và tái tạo các cái phần da bị lâu ngày nó bị khô. Đấy, bị khô. Khô nứt nẻ. Giá sẽ là 30k cho một lọ cao ngựa nhá. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Sơn inox. Đấy. Nó gọi là sơn inox tại vì là đây của nó sẽ là thành phần của nó là inox. Đấy. Khi các bác dùng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì con này các bác chuyên dùng để mình phủ các cái loại sắt bị han gì đây, hoặc là sắt bình thường các bác cũng dùng phủ được hết đây. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp inox như này. Đó. Và dòng này của nó sẽ là inox 318 nhá. Inox 318. Đây. Thì khi các bác sơn phủ lên nó sẽ như này, rất là tốt luôn. Chống rỉ, chống ăn mòn và chống rỉ sét rất là tốt. Màu của nó là màu inox. Màu inox nhũ bạc này, rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một chai, cho một cái lọ sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho bình sơn inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy thái rau. Máy thái rau bằng tay. Đấy, con này thì nó sử dụng bằng tay thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Đây là cái cặp lưỡi của nó này. Lưỡi thì sẽ là có là lưỡi sợi tròn, sợi dẹt và thái lát nhá. Thái lát đó, rất là ngon. Về nhà các bác chỉ lắp ráp vào là sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 100.000. Đây là 100 à? 100.000 cho một con máy thái rau như này. Giá rất hợp lý các bạn. Đây 100.000. Đây mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá sẽ là 100k. 100k cho mấy em máy thái rau như này. Đây em cũng có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đây các bạn này. Bạn có thể dùng để bào sợi rau củ quả, nghiền tỏi ớt. Nó là cứu cánh của tôi trong công việc nhà bếp. Nhanh, sạch sẽ và không lo bị đứt tay. Điều quan trọng là hình dạng được cắt ra tốt hơn và nhanh hơn so với hình dạng được tạo ra bằng dao. Và nó cũng rất dễ dàng để làm sạch. Máy cắt rau củ này không chỉ dùng để chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé.
đó, rất là ngon luôn, giá thì chỉ có 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm của thương hiệu iPhone. Đầu tiên nó sẽ là sạc nhanh nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, một củ sạc và một dây. Một củ sạc và một dây. Đấy. Đấy, iPhone của táo các bác này. Đây. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đây. iPhone 14 Pro Max này, đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc đa năng. Đây. Cũng dòng của iPhone 14 Pro Max. Đây. Đó, củ sạc đa năng nhá. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện và nó sẽ có hai chân Type C và hai chân USB, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đó, iPhone 14 Pro Max. Đó. Giá sẽ là 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80.000. Thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em nha, tại vì khi quay thì em đã quay hai cái cùng nhau rồi. Thì các bác chỉ cần lên đúng tên là được. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng nhá. Giá sẽ là 80.000. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên em về cho các bác sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa. Thì đây nó sẽ là một cái dòng như này, bao gồm cho các bác là một đầu như này để các bác lắp vào đầu máy khoan máy mài, máy khoan máy khoan pin, khoan điện, và ba cái lưỡi cưa như này. Đó. Rất tiện ích luôn, combo cho các bác đầy đủ. Về nhà các bác chỉ cần lắp và sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Rất rẻ các bạn, chỉ có 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Bắt đầu thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lộng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, rất là ngon. Con này các bác dùng chuyên để cắt gỗ chứ nhỉ? Rất tuyệt vời luôn nha. Đó, 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con sản phẩm, đó là cái con massage chân nhé. Lên cho em là thảm massage chân. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm thảm như này, một máy sung điện này và một dây sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 60.000 thôi nhé. 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân, giá sẽ là 60.000. Con này thì nó dùng là bằng massage sung điện. Đấy, massage sung điện dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, và các bác về mình sử dụng thì rất là ngon. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn nha. Đấy. Giá của nó sẽ là 60.000 nha, 60.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nha. Thảm massage chân này. Thảm massage chân. Giá sẽ là 60.000 nha. 60.000 cho mấy em thảm massage chân như này. Đây em sẽ có video luôn. Đây. Công nghệ Nhật đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng và cả chức năng rung xoa bóp từ nhà để mang sao sự thoải mái cho người dùng. Ưu điểm của thảm là massage trị liệu cho ngón chân, bàn chân, kết quả massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng mật thương, điều trị những bất ổn, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng lưu lượng máu. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM của Nhật. Con này thì hàng bên shop bán rất là nhiều rồi. Và dòng này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Nó sẽ là vừa là đài FM và kèm thêm cho các bác là một cái đồng hồ luôn. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cho em cái miếng xốp ở đây ra này. Sau đó thì bật lên là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ thì nó đang chạy đây rồi. Đây thì nó sẽ có tích hợp cho các bác là một dây sạc và một cái viên pin. Pin này là pin 16850 nhá. Và một dây sạc này. Đấy thì các bác dùng hết các bác có thể sạc pin vào. Để mình sử dụng thì con này mình sử dụng thì mình không cần phải cắm điện trực tiếp mà mình sạc pin. Kéo dâu lên cho em, sau đó thì mình bật này.
Đấy, bật cái này thì nó sẽ là vừa volume này. Đấy, volume vừa là bật nguồn luôn mà các bác dò đây chị em này. Đấy, các bác dò đây chị em. Đây, mình dò đây. Đấy. Thì các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, FM. Sau đó thì mình bắt đầu dò. Dò là nó sẽ ra thôi. Đây cái này. Đó. Trong những thảo dược và đông y thì nó có ba cái nhược điểm rất quan trọng khi chúng ta sử dụng, chúng ta biết là nên khắc phục ba cái nhược điểm này. Cái nhược điểm ta chú ý là cái điểm đầu tiên thường là những cái thảo dược đó hoặc là những cái sản phẩm gì đó thì bỏ thường chưa? Là liên quan đến cái vấn đề sạch sẽ hoặc là bảo quản, hay là quan trọng là cái vấn đề là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếng rất là hay các bác nhé. Tiếng rất là hay luôn. Thì cái này các bác có thể mình dò các đài. Cái này thì nó khá là nhiều đài luôn. Đó. Khá là nhiều đài thì các bác cứ dò đây cho em này. Đấy, các bác cứ xoáy cái này dò đây. Có này ngoài nghe đài thì em giới thiệu thêm cho các bác một cái chức năng đó là MP3 nhé. MP3 thì các bác có thể kết nối điện thoại để mình nghe MP3 cũng rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em cái mã này, nó là đài FM. Giá thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 cho con đài FM này các bác nhé. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đã bao gồm phí ship này, đài FM này, đài FM 260k. Đó. Tiếp theo thì một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhé, súng thư giãn. Nó sẽ bao gồm là một súng như này và có cho các bác là tới 4 đầu luôn. Đấy, đầu tròn, đầu tày rồi đầu chữ Y như này. Về các bác giữ lì này cho em này. Giữ lì này sẽ lên này và các bác đẩy lên nó sẽ có 6 cấp độ rung này. Đó, 6 cấp độ rung như này. Đấy, ấm đây. Và các bác giữ lì nó sẽ tắt nhé này các bác này. Dùng rất là mạnh luôn và nó đánh vào các cái phần bắp thịt này. Đấy các anh này. Đấy. Đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy này rất là tốt luôn. Thì các bác đau mỏi cổ, vai gáy, đau lưng, các bác có thể sử dụng cái này để massage. Anh em các bác cũng có thể mua để mình làm quà cho cha, cho mẹ rất là ok. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Chỉ có 160.000 thôi. Cái này 160 tươi hay 170? 170 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn đấy. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Thì khẩu súng như này lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn này. Súng thư giãn giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có lên cho em tên là súng thư giãn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân. Cân sức khỏe hàng của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì rất là tiện. Đấy, nó có kèm cho các bác là hai viên pin luôn, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này, rất là ngon cho các bác luôn nhá. Con này thì về nhà các bác tháo cái nắp này ra này, sau đó lắp cho em cái viên pin này vào. Giá thì một cái cân sức khỏe này đổi cho anh cái biển kia đi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một con cân như này các bác này. Đấy. 100k trong cái cân như này, rất tiện ích luôn. Đây, lắp cho em cái này vào này. Đó. Lắp vào sau đó thì các bác ở đây nó có cái nút nguồn này. Đấy, nút nguồn khi các bác dùng thì các bác không dùng thì các bác kệ nó tự tắt, còn khi các bác dùng các bác nhấn cái nút nguồn lên cho em. Đây. Để em thử cân luôn xem là tình hình sức khỏe, cân nặng sau khi qua ăn chơi Tết nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Đấy, tình hình cân nặng của em thì khá là bình ổn. Đấy, khá là bình ổn luôn. Có cả nhiệt độ luôn nhá. Đây, cân nặng của em đợt này chỉ có 65kg thôi. Hơn 65 cân một chút các bác nhá. Đó, hơn 65 cân một chút. Và giá thì sẽ là 100.000. Và con này có cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá, cả cân nặng, cả nhiệt độ luôn. Đây. Đấy, 23 độ C miền Bắc, hiện tại đang 23 độ C và hôm nay là ngày mùng hôm nay là ngày mùng 7 Tết nhá. Đó, ngày mùng 7 Tết, nhiệt độ là 23 độ C. Bà con nông dân thì đã bắt đầu xuống đồng. Đấy, anh em công chức thì công nhân công ty thì đã bắt đầu đi làm và nhà em thì cũng bắt đầu bán hàng trở lại. Thì qua mùa xuân mới thì gửi tới các bác một năm mới cái lời chúc Tết, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, và tấn tài tấn lộc tấn bình an. Đấy, tiếp theo thì
em lên cho các bác. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là cân sức khỏe nha. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100k cho mã cân sức khỏe như nào. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm, đó là cái tăng đơ lược này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mã tăng đơ, bao gồm cho các bác là một con tăng đơ rất là ngon như này. Đó, một con tăng đơ rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, có dây cáp sạc cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cữ này. Đấy, điều chỉnh cữ các bác có thể điều chỉnh được hết nhá. Đấy, và con này, dòng này của nó ưu điểm là không ăn da. Đấy, không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là an toàn. Đó, đây đây đây. Đấy, em băm bổ thoải mái luôn nhá, không ăn da luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là bốn cái cữ như này, bốn cái cữ như này để các bác mình sử dụng này. Đấy, để mình cắt tóc cho trẻ em rất là ok luôn, lắp vào phát là xong. Đó, cắt cho trẻ em đây. Và cái cữ này thì nó cũng có cái để mình đẩy lên cho em. Đó, để mình lắp vào mình sử dụng rất là tiện nhá. Đây, giá thì tăng đơn lượng là bao nhiêu nhỉ? Giá là 110.000, có kèm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và một cái chổi vệ sinh nữa. Đấy, thì các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 cho một con tăng đơ như này, giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược nhá. Đó, đây, các bác lên cho em là tăng đơ lược này, tông đơ lược, tông đơ lược, giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ dao này. Đấy, bộ dao thì đây nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ, giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, 260.000 cho một bộ ba dao cán gỗ. Lên mã giúp cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ, giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Đấy, 260.000 cho một bộ ba con như này. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho các bác lần lượt từng con một. Đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt nhá. Con dao chặt này thì cân nặng của nó khoảng 5 đến 7 lạng, 5-7 lạng. Hàng về theo lô, có lô thì 5 lạng, có lô thì 7 lạng. Đấy, thì em cũng giới thiệu thế cho nó chắc cú. Bản của nó cực dày luôn, bản của nó cực dày luôn nhá. Và con này của nó thì nó là thương hiệu Seki Japan này, và có made in Japan khắc chìm luôn. Đây, Made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó, đây là Made in Japan này, chữ của nó là chữ Nhật. Giống như của chữ Việt Nam mình ấy, họ không in là Made in Việt Nam mà họ in là sản xuất tại Việt Nam, thì đây họ cũng in là sản xuất tại Nhật này, Made in Japan. Đó. Con này sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Đây, 80.000 các bạn. Dao siêu bén cho các bác luôn. Đấy, đấy, dao siêu bén luôn các bạn này. Đấy, dao của nó thì siêu bén này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất là bén luôn các bạn nhé. Đó, con này dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, dao rất là bén luôn. Đó, con này các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Chiều dài của dao là 30 cm và bản của nó là khoảng 4 cm rưỡi. Đấy, chiều dài 30, bản 4 cm rưỡi. Lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ, giá sẽ là 80k. Tức là nếu mà các bác mua cả bộ ba con thì con này 180, con này 180 là 260 bao ship rồi, là các bác được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một em dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, cũng siêu bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn nhá, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Đấy, thì con này sẽ là 40.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ 40k. Đó, gọt gỗ này. Gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k. Mua combo 3 con này là 260.000. Mua con này được tặng thêm con bé này nhá. Đó, giá rất hợp lý cho anh em các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn mặt các bác này. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này là 10 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 một bịch 10 chiếc, tức là tính ra vào có
6.000 một chiếc này thôi. Đó. 60.000 bình 10 chiếc, còn các bác mua lẻ thì bên em bán sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20k bằng 3 cái này. Đấy, còn mua cả bịch này thì sẽ là 60k. 60k trên 10 cái. Đấy, 60.000 trên 10 cái. Còn mua lẻ này thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Bên em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. Khăn này của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể mua về thì đầu tiên các bác dùng để mình rửa mặt này, vệ sinh mặt mũi. Ngoài ra thì các bác có thể dùng các cái chức năng khác như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rồi nói chung là lau đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho 10 chiếc. 60.000 cho 10 chiếc thôi nhá. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy. Ngoài ra thì ngoài khăn mặt thì bên shop có về cho các bác cái dòng khăn tắm này. Đấy. Khăn tắm của Hàn Quốc đây. Đấy. Thì con này nó sẽ về thì nó sẽ có cho các bác là màu lẫn như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng lẫn màu như này. Nó lẫn màu này các bạn. Đấy, lẫn màu như này chứ không có nguyên một màu đâu. Đấy. Nhưng mà cái dòng này của nó thì nó khá là dày dẫn các bạn, khá là dày dẫn và to. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 70 nhân với lại 1m4. To lắm, các bác dùng làm cái khăn tắm rất là thích. Đấy, kích thước 70 1m4. Rất to luôn, anh em các bác thấy không? 70 1m4, to khủng khiếp luôn. Đó, chùm kín cả người luôn. Có dây đai như này để các bác đeo này, rất là tiện nhá. Đeo lên nhà tắm rất là tiện này. Đó. Giá thì bao nhiêu? Một cái giá cực kỳ sốc và ưu đãi cho các bác luôn. 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Đấy. Các bác đi được mua được ở đâu một cái khăn tắm đẹp như này? Bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước tốt. Mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40 cành một em. Đấy. Giá này thì nó gọi là giá siêu hạt rẻ rồi. Đấy. Giá siêu hạt rẻ rồi. Khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. Kích thước của nó 70 nhân với lại 140cm. Rất to luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình, quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí, để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho các bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng. 90.000 một cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng. Giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nha. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá. Japan con này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhá, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây. Màu hồng như này, rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột.
giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này, 30.000 đó, chết cả đàn luôn. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn, nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này đấy, tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy các bác thấy không? Anh em đấy. Đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, thấy không? Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra rất là tiện ích nhá. Đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn, bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, thế nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị, chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%. Thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay, rất là sướng luôn. Và ưu điểm con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá. Con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm. Đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED đây. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này, đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy, dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây, và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn. Thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy, thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em.
Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 này. Đấy, cho giãn ra nấc 1 hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên xem là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này. Bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm, chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm, chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Thì con này thì nó quá là hữu ích rồi, đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh nhưng các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá, 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này, bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây, các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp
an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CRV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ đây, mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu. 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức, combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Đấy. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho ba cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đây, Winling hay hình người của Đức này. 100.000 cho ba chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, đây các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy. Đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng Đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng Đức nha. Bộ móng Đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng Đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng Đức, giá sẽ là 100.000. Đó. Móng Đức này. Đấy. Móng Đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng Đức kia. Đấy, ba cái bấm móng Đức nhá. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu, con này điều luôn, vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn.
cũng là, có đây có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng Đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này rất đẹp cho các bác luôn. Đó, ví xanh nhá. Đấy, ví xanh ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn, 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này, một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này, có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này, còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng Đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy, thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy, và rất là ngon lành các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội, nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó, là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra, sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Trời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này. Đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k cho chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nhéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì
pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá, pha của nó khá là giỏi luôn đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp em đó là đèn phễu nhá, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá, con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi, 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k đó. Lên mã giúp em đó là đèn phễu nhá, đó. Đèn phễu này giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ, giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này, 40-45, 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy, nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin, và nó có cái độ nhấp nháy như này, nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ, nến đỏ nhá, giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó thì con này rất là tiện ích luôn đó, 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá, rất là dễ mua thôi. Cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá, à nến đỏ nhá, lên cho em là nến đỏ này, nến đỏ giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một cây nến đỏ như này, giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này đó, kèm thêm ống dẫn này, ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá, 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 thôi, giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn đó. Lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này, hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này, hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi gặp bạch thì phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi, các bác vệ sinh như cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình
để các cái phần ghế này các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng con nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên cũng không việc gì nhá. Đấy các bác theo, rất là ok luôn. Đó, rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp giang tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết 3 trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm, nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mẫu hàng để em lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ xem mua đủ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, nó cũng rất là đơn giản, không có cái gì là khó khăn cả thôi nhá, rất đơn giản thôi. Cứ từ 200.000 trở lên là bên em bao ship rồi. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái khay dao đĩa nha các nhá. Đấy, khay dao đũa. Đấy. Thì con này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000. 160.000 hàng bằng inox nhá. Bên ngoài thì inox này, bên trong thì bằng nhựa này, và nó có cả một cái khay để hứng cái nước xuống như này các bác nhá. Đấy, và rất là tiện luôn. Đấy thì các bác có thể là dùng lâu thì mình chỉ cần nghiêng như này thôi là nó sẽ chảy ra. Đấy, nó có phần thoát nước này. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá, giá dắt dao đũa. Đấy, khay dắt dao đũa, giá của nó sẽ là 160.000. Ở đây thì nó sẽ dắt được là 1 2 này, 3 4 này. Đấy. 1 2 3 4, 4 con dao này, một cái liếc và một cái kéo này, 4 dao một liếc một kéo đấy. Hàng này như trên hình như này các bác này. Như trên hình như này các bác nhá. Đấy. Các bác dắt dao này, dắt kéo rồi dắt đũa bát đều được hết nhá. Kích thước của nó thì sẽ là 20 nhân với 20 nhân với lại đây 196 nhân 118 nhân với lại 201 các bác này. Đấy. Lên cho em là giá dắt dao đũa nhá. Đấy, giá. Các bác lên cho em là hộp dao đũa nhá, 160.000 à. Hộp dao đũa nhá, hộp dao đũa, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một cái hộp dao đũa như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Hàng inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp và rất là tiện dụng luôn nhá. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho hộp dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Giá sẽ là 100.000. Con này thì nó sẽ có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, có kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc như này. Đó, dây kèm dây cáp sạc và có cả đầu sạc ra luôn nhá, có báo pin này các bác này. Đấy, có báo pin. Đây có báo pin sáng như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này. Đấy, một cái đèn LED như này và một cái pha dọa như này các bác nhá. Đấy, rất là đa chức năng luôn. Và có tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là tiện các bác, khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng phơi ra ánh nắng để cho nó sạc pin, rất tiện ích luôn. Đó, bật lên thì sẽ có đèn cầu lồi này. Đấy, nhấp nháy cảnh báo này và hai cái đèn LED hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi này, con này cũng rất là dọi luôn nhá, rất dọi, rất là sáng luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó, lên cho em là đèn cầm tay này, đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay, giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k. Đó, 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop lề về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen và một dây như này. Đấy, một sen và một dây như này.
Bộ sản phẩm thì bao gồm cả sen, cả dây luôn, và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt, và có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay như này, và có điều chỉnh cả to nhỏ, cả đóng ngắt trên tay được luôn, cho nên nó rất là tiện. Các bác có thể đóng ngắt trực tiếp ở đây rất, và có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, và giá thì con này dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Con này bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì rất hợp lý thôi. Các bác lên đã giúp em đó là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, cả sen, cả vòi, cả dây luôn. Đấy, cái này thì không có giá đỡ nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp này, sen quạt tăng áp nhá. Tăng áp cái này thì không có giá đỡ. Không giá đỡ nhá. Đấy, không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là không có giá đỡ nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá. 100k thôi cái sen quạt tăng áp này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn pin hai đầu đây. Đấy. Con này thì cũng bao gồm cho các bác là một cáp sạc như này này và một con đèn pin hai đầu như này. Hai đầu này thì có bọc cao su chống trơn trượt nhá, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này, hàng polish này, made in Japan, độ dọi xa từ 800 đến 1200m. Con này em đã có cái video test rồi. Đây là một cái đèn pha gần nhá. Đấy, và có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, và tiếp theo là một cái đèn pha xa này. Đấy, con này thì rất là dọi luôn đây các bác này. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, pha của nó ban ngày mà nó còn dọi như này là các bác biết rồi. Đấy, em đã có cái video test rồi các bác nhá. Đấy, rất là dọi luôn. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, đây nó có thêm một cái đèn led bên hông này nữa để các bác có thể để trực tiếp để mình sử dụng. Giá sẽ là 260.000 cho một con đèn hai đầu như này. 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu giá sẽ là 260k. 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chống giật. Em lên cho bác cái ấm siêu tốc của Đức trước này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là bằng thủy tinh, bằng thủy tinh cường lực nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này để các bác có thể đun các cái loại đồ uống này, ví dụ như trà hoặc là cà phê hoặc pha các loại này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, sử dụng điện 220V này. Đấy, công suất là 2000W, điện 220V, dung tích là 1.8L bằng thủy tinh. Các bác đun xong là mình bê ra là mình uống được luôn chứ không cần phải cầu kỳ nữa. Đấy, đun xong là bê ra coi như nó là một cái bình uống nước bình thường luôn, bình đựng nước uống bình thường. Đấy, công tác tắt bật ở đây rất là tiện luôn. Đó, nắp mở ở đây các bác này. Đấy. Con này thì rất là ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên đã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái con ấm siêu tốc Đức như này. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức. Giá sẽ là 290k. 290k cho một con ấm siêu tốc Đức nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mùa đông đến nơi rồi. Và cái này thì nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng ấy. Đấy, đặc biệt là mùa đông nhá. Mùa đông khi mà các bác sử dụng cái thời tiết mà nó bị gọi là nồm ẩm mà các bác hay sử dụng cái bình nóng lạnh nhá, thì các bác dùng cái con chống giật bình nóng lạnh này cho em. Các bác xoáy cái đầu vòi của bình nóng lạnh qua và cho con này truyền qua thì nó sẽ công dụng của nó là ngắt điện cực kỳ là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40k cho một chiếc nha, và các bác mua cả đôi luôn. Đấy, lên cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật này. Chống giật bình nóng lạnh này, chống giật bình nóng lạnh, bình nóng lạnh giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40.000 cho một con chống giật bình nóng lạnh như này. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem các bác này. Xảy ra nếu do dì điện từ bình nóng lạnh, đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Đấy, nó rất là an toàn luôn nha. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đấy, kết nối rất là ngon luôn. Chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dì điện từ bình nóng lạnh, đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên cái này thì các bác không thể tiết kiệm tiền được đâu. Nó rất là an toàn và hữu ích luôn. Giá thì chỉ có 40k trong chiếc này thôi. Các bác mua cho em một đôi như này là xong. Đấy, đầu kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Và bên trong là bằng sứ để cách điện các thứ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k trong chiếc này. Mua cho em một đôi là xong. Lên cho em là chống giật bình nóng lạnh, chuyên dành cho bình nóng lạnh các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là 180.000, hàng của thương hiệu Toyota. Và cái này các bác chuyên dùng để mình bơm cho ô tô thôi nhá, còn các loại khác là không dùng được đâu, tại vì nó cắm bằng tẩu mà. Con này thì nó sẽ bơm được tổng của nó là 6kg nhá. 6kg thì các bác bơm ô tô là thoải mái luôn. Công tác tắt bật này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cấp hơi này. Đấy, đầu cấp hơi như này. Và đây nó sẽ là một cái đầu tẩu như này nhá. Đầu tẩu này về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô của mình thôi. Rất là tiện. Đầu cấp hơi đây, đầu dây cấp hơi. Và dây tẩu thì dài khoảng 2 đến 3 mét, đủ các bác kéo ra bánh đằng sau nhá. Hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota.
Cái này thì các bác có xe con thì các bác mới dùng được nhá. Có xe ô tô, ô tô con hoặc ô tô tải thì các bác mới dùng. Còn là bình thường thì các bác không nên mua, tại vì là nhà các bác không có ô tô thì không nên mua nhá. Cái này nó chuyên dùng cho ô tô thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá chỉ có 180.000 thôi. Bơm tẩu ô tô này, tẩu ô tô. Giá sẽ là 180k cho con bơm tẩu ô tô này nhá. 180.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ ví màu bộ ví màu xanh nhá. Qua lên cho em là ví xanh. Thì con này là 100 cành. Đấy, trước em đang bán là 150.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 100 cành thôi. Bộ sản phẩm thì nguyên các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, 1 2 này, 3 này và cái bấm to này là 4 này. Rồi có nạo gót chân này, rồi đầy đủ các bác luôn, nặn mụn rồi cắt da chết, rồi bộ làm móng, làm vệ sinh móng chân, móng tay đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho một cái bộ ví màu xanh như này nhá. Các bác lên cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000. Đầy đủ các cái chi tiết cho các bác lựa chọn luôn, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh, giá sẽ là 100.000 nhá. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k trong cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bàn là hơi nước mini nhá, hàng thương hiệu Socani này, bàn là hơi nước mini. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con bàn là như này. Đấy. Một con bàn là như này. Đây, cái phần này để các bác cho hơi nước vào đây, cho nước vào đây cho em này, cái phần nắp này. Phần quai này cho nước vào đây cho em. Sau đó thì đậy cái gioăng này lại này. Đấy, các bác có thể dùng để mang đi du lịch, nó rất là tiện này. Đấy. Đậy cái gioăng này lại cho em. Đó, cái gioăng này nó rất là khít luôn, đậy lại này. Đấy, đậy lại rất là khít luôn, khi các bác nhấp nước thì ở đây cho em. Đấy, phần này của nó bằng gang nhá, bằng gang rất là dày luôn. Đó, rất là dày và nóng cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, và có điều chỉnh nhá. Hàng mini nhưng mà đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi công tác này, hoặc là các bác dùng ở trong cơ quan này, hoặc là các bác dùng ở nhà, dùng ở đâu cũng được. Nó rất là tiện ích. Đấy. Nó rất là tiện ích, nhỏ gọn, tiện dụng và nóng thì rất là nhanh luôn và rất là hợp lý để cho các bác mang đi du lịch. Nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, để là quần áo này, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy. Chiều rộng trên 10 cm. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá. 135k cho con bàn là hơi nước mini như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chổi lau như này và một cái miếng mút này, một cái miếng mút như này, về nhà các bác lắp vào cho em. Thì con này các bác vừa vệ sinh bàn bếp ga này, lau bàn, lau ghế này đều được hết nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong này. Đấy, sập cái lẫy này vào. Đấy, các bác sập cái lẫy này cho em này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo sập vào này là xong. Đó là mình sử dụng thôi. Khi mình kéo này, đấy, kéo này thì nó sẽ ép vào này. Đấy, khi mình đẩy thì nó sẽ mở ra. Và các bác dùng để mình vệ sinh lau bàn, lau ghế rồi lau tủ bếp thì biết là nói chung là rất là ok đây. Đấy, các bác lắp đúng lẫy cho em là nó sẽ sập vào thôi. Đây. Lắp cái này đúng lẫy cho em này. Đấy, đây nha, lắp cái này. Lắp cái này nó có cái lẫy này, các bác kéo nó vào này. Đấy, cái này các bác kéo nó vào cho em. Đấy, các bác ấn mạnh xuống này. Ấn mạnh xuống cho nó sập lẫy vào, xong kéo vào cho em là xong nhá. Đó. Cái này thì nó rất là tiện để các bác mình sử dụng vào trong cái đây. Đấy. Đấy, sử dụng trong cái bàn bếp nhà mình rất là ok nhá, và nó tự vắt luôn. Đấy, các bác lau xong nó sẽ tự vắt thế này, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá, khóa dây số này, khóa số dây thì ở đây nó sẽ là một cái dòng khóa số như này và đường kính của nó khoảng 20 cm, thì các bác có thể dùng để mình khóa xe, khóa cổng, khóa cửa đều ok hết. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là dây số 0 nhá. Còn khi các bác thay đổi mật khẩu thì xoay cho em cái lẫy này theo chiều mũi tên này. Đây nó có cái chiều mũi tên này, xoay theo chiều mũi tên. Sau đó thì ví dụ các bác đổi là 1234 này, em đổi là dãy số 1 này, sau đó em xoay ngược trở lại này, thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 1 nhá. Bây giờ em chỉ cần chuyển sang một số 0 là không mở được rồi. Đó, nó rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đó. Và khi thay đổi mật khẩu thì các bác lại xoay đi như này cho em theo chiều kim đồng hồ và em lại để lại về dãy số 0 nhá. Sau đó thì em xoay ngược trở lại như này thì mật khẩu vẫn là mặc định là dãy số 0 cho em. Tất cả hàng bên em gửi đi cho các bác đều đã là mật khẩu chuẩn nhá, mật khẩu chuẩn. Còn về nhà các bác thay đổi nào tùy các bác. Các bác thay đổi làm mất mật khẩu cái đấy bên em không chịu trách nhiệm đâu. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa số dây nhá. Lên cho em là khóa dây này được rồi. Khóa dây
Bên shop gửi tới quá cái giá đó là 80k cho một con khóa dây như này nhá. Giá chỉ có 80.000 một chiếc khóa dây như này thôi. Rất tiện luôn, khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất tiện ích. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM, hàng của thương hiệu Nokia. Con này thì nó sẽ là dòng 2 SIM nhá. Dùng nó rất là tiện, các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình liên lạc này. Đấy, liên lạc rất là tiện luôn. Bao gồm cho các bác là 2 SIM như này. Đấy, 2 SIM như này và có kèm cho các bác là pin và củ sạc luôn. Pin, củ sạc, hàng của thương hiệu Nokia con này. Đấy, Nokia chính hãng luôn. Con điện thoại 2 SIM như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000. Pin đầy đủ luôn, pin rồi cáp sạc các thứ, lốc sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM nhá. Điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230k và bao ship tại nhà cho bác luôn. Một con điện thoại Nokia như này rất chất lượng 2 SIM, giá chỉ có 230.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện vàng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng này. Đấy. Đây nó sẽ là một con ổ điện vàng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con ổ điện vàng như này, giá của nó sẽ là 45.000. Hàng chống va đập nhá, hàng nội địa của Nhật chống va đập cho các bác luôn. 16A 250V các bác này, 16A 250V. Đấy, giá thì sẽ là 45k nhá. Lên cho em là ổ điện vàng, giá sẽ là 45k. 45k cho một con ổ điện vàng như này nhá. Ổ điện vàng giá sẽ là 45.000. Đấy, dây của nó bằng đồng hết, về nhà các bác chỉ cần xoáy ra bắt ốc, bắt dây vào cho em là xong. Xoáy ốc bắt dây vào ổ điện vàng. Tiếp theo thì em về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tua vít đen nhé. Các bác lên cho em là vít đen trợ lực. Đây nó sẽ là một con tua vít đen như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít này, một đầu tua vít trợ lực như này và 2 này, 4 này, 6 đầu vít, 6 vít với 12 đầu khác nhau nhé. Đấy, dẹt tròn, ba khe, mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Hoa thị đầy đủ nhé. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, ấn cái lây này xuống lắp vào này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều đầy đủ nhá, và có tăng giảm dài ngắn như này rất là tiện. Đấy, nó sẽ là một dòng vít trợ lực thép CRV nhá, cực kỳ ngon lành cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, một bộ bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đầy đủ to nhỏ lớn bé ba khe lục giác đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái bộ tô vít đen như này thép CRV. Đấy, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Đấy, vít đen trợ lực, lên cho em là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Hàng này các bác nên mua, dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì sẽ là không kèm ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đó. Khi các bác bật lên thì là nó sẽ có đèn sáng như này. Đồng hồ chạy bình thường nhá. Đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường cho em luôn. Và cái giá thì đây, đồng hồ chạy này. Đó, cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ này, rất là đẹp luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Cái này chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 một chiếc. 100.000 chiếc bật lửa đồng hồ như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini thì đây nó sẽ là một con bếp ga như này. Đấy, và dòng này là sẽ là bếp ga mini, các bác dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt rồi đi đâu cũng được, rất là hợp lý luôn. Đấy, đi công tác, đi học, đi hành, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 trong con bếp ga mini này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vừa hết mọi loại bếp ga luôn, rất là tiện ích nhá. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đánh lửa tự động này. Các bác có thể mang đi câu, đi kẹo này hoặc là đi du lịch này. Rất là chắc chắn luôn, trông này rất chắc chắn luôn, các bác đặt nồi to lên đun thoải mái luôn nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá rất hợp lý luôn. Một cái con bếp ga mini như này giá chỉ có 100 cành thôi. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng đa di năng được luôn. Đấy, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch đây. Đặt xong nồi lên rất là cân đối đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Giá sẽ là 100k, 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào. Giá thì chỉ có 25.000. 25.000 trong tip này thôi. Hàng nội địa của Nhật, cái này thì bên em bán siêu nhiều rồi. Siêu nhiều rồi nhá. Đấy, chuyên trị Long Biên Hắc Lào rất là tốt luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa, đấy, tổ đỉa sừng bơi hết vào đây cho em. Đấy, con này thì siêu nhạy luôn. Đấy, bôi vào thì rất là mát và dễ chịu và chị rất là tốt luôn nhá. Chị rất là tốt luôn, các bác dùng cho em là từ 2 đến 3 tip này là khỏi luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá, dùng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, đầy đủ hàng thương hiệu, dùng thì cực kỳ là nhạy luôn. Long Biên Hắc Lào nấm ngứa, kẽ tay kẽ chân các bác bôi hết vào đây cho em. Đấy, bôi hết vào đây mình sử dụng luôn, giá sẽ là 25k.
lên cho mình là Long Ben Hắc Lào nhá, giá sẽ là 25.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa inox của thằng Đức này, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, Winling của Đức. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ như này. 55.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hàng Su 304 thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy, bao gồm cho các bác đầu thì có đánh nhám chống dính nhá, kích thước vừa phải dùng cho người Việt Nam mình là rất là ok luôn. Gắp thì cực kỳ là đầm, dễ gắp và ngon luôn nhá. Đó. Và bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy, chống nấm mốc cực kỳ là tốt nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 55k thôi. Các bác lên mã giúp chị em đó là đũa inox nhá, đũa inox. Đấy, đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này. 55.000 trên một vỉ 5 đôi nhá, 1 2 3 4 5 đôi. Tính ra vào chỉ có 10.000 thôi, chưa đến hơn 10.000 một chút thôi các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi. Và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này. Và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W, khá là sáng luôn đấy các bác. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bác này, bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bác thấy không? Chưa. Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây, đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy, nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đấy, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này. 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm thôi. Còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện. Thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này.
vòi tưới cây tăng áp giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, một đầu vòi 3 cút nối như này, rất tiện ích luôn, để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nha, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó, tưới cây rửa xe đều rất là tiện, và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn, có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Bên em là đầu vòi vòi đồng tăng áp, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m, và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Đây cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này, và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này, và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này, nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này, rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó, các bác chỉ cần là thả vào như này thôi, nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo, ngắt luôn, bỏ ra nó chảy này, rất là tiện ích luôn, không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí, bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu, đấy, gây nhức mỏi thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác. Kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Để em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ.
Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi... Đây, đấy, để em cân lại cho bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi, con này chuyên để cân người mà. Cân người, giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhé. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy, các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này. Đấy, từ các cái vật cọ sát này. Và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy thì các bác lên cho em là xịt RP7. Giá của nó sẽ là các bạn 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá, xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000, nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, cái mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá, 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá, táo khô. Giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này. Hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này.
rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên theo là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này, chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao, máy mài dao, giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy, đưa cho anh cái lọc rác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao, mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy, các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác theo. Đây, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật đây này cho em này, học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây thì đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này, các bác theo. Đó, lên cho em là đèn học chống cận nhá, giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin cảm biến này, bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này, đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này, và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá, à nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá, siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho là rổ vuông nhá, rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây, đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy, quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo, rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi. Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng là rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá.
lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k một chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn, nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn cốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người, đọc lát bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng thì ngay mà không cháy màu vàng.